Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, bây giờ ngoài việc ủng hộ tôi bằng cách donate cũng như là đăng ký hội viên ủng hộ hàng tháng, thì anh em có thể mua hàng ở trong cái giỏ hàng mà tôi gắn ở phía bên góc dưới, phía bên trái màn hình để ủng hộ cho kênh anh em nhé. Mỗi một cái đơn hàng thành công thì tôi sẽ đút túi 5% số tiền của anh em mua hàng. Hiện tại mà cái sản phẩm mà tôi đang gắn link liên kết là món thịt bò khô, một trong những cái món khoái khẩu của tôi và rất là thích hợp cho các anh em hay ăn vặt. Và tôi cũng đã mua thử về tôi ăn rồi anh em nhé, nên anh em cứ yên tâm, ngon luôn anh em ạ. Và với một cái giá cũng rất là đáng yêu, chỉ với 145k anh em đã có ngay một cái hộp lửa cân. Mà lửa cân này là lửa cân bò miếng luôn nha anh em nhé. Bò miếng chứ không phải là mấy cái kiểu xé sợi hay là vụn của thịt bò đâu. Để biết thêm chi tiết thì anh em ấn vào giỏ hàng anh em nhé. Ok, hết quảng cáo. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với con game ngày hôm nay anh em nhé. Hôm nay có một cái thông tin là sắp có cái bản update mới. Và cái bản update nó sẽ tiến hành vào ngày mai. Thực sự là đợt này có vẻ là update hơi nhiều. Update liên tục, rất là nhanh và rất là liền nhau. Chưa kịp coi như là tìm hiểu về meta mới thì đã update rồi. Đấy, và cái bản update tiếp theo có một cái sự thay đổi rất là lớn ở trong cái bộ creator. Bộ creator bây giờ là úp lồng là không có stun đối thủ, khóa lồng đối thủ, khóa skill ở trong lồng nữa. Ở trong lồng vẫn có thể đánh tay bình thường, vẫn có thể bắn trưởng bình thường anh em nhá. Đấy là cái sự thay đổi lớn nhất ở trong cái meta mới sắp tới. Đấy, có thể là mang cái chiều hướng tích cực, bắp cho cái bộ creator khỏe hơn, hoặc có thể nó sẽ yếu đi. Cái đấy thì chưa biết, phải bao giờ chúng ta vào chính thức cái bản mới rồi test thử mới biết được. Đấy, nhưng mà đây nó là cái sự thay đổi trong cái lối chơi của bộ Grater rồi. Đấy, bộ Grater sắp tới đây nó sẽ có khá nhiều những cái cách chơi mới. Và tôi nghĩ là cái con Dominator ấy, nó cũng sẽ được kết hợp với rất nhiều đội hình khác nhau. Chúng ta sẽ chơi được với nhiều đội hình hơn là cái phiên bản bây giờ. Khi mà Dominator bây giờ úp lồng là úp đồng đội. Đấy, đồng đội nhiều khi là bị bóp. Khi mà bị đứng im trong lòng không thể tung trưởng cũng không thể đánh được. Còn cái phiên bản sau thì có thể thoải mái, thậm chí là còn được bắp tốc độ khi mà đứng ở trong lòng. Đó. Và tôi dự đoán thì nó sẽ là cái bộ Assassin, có vẻ như là nó sẽ khá là mạnh. Với những cái con tướng đánh gần như là con Shadow Killer được bắp lên tới 60% tốc đánh ở trong lòng thì thực sự là khá là khỏe đấy. Nhất là khi Shadow nó có cái mặt lạ điên. Mặt lạ điên rồi búa xét. Trong từng đấy giây, cụ thể ở đây là 8 giây. Trong vòng 8 giây thì cái con Shadow nó sẽ vụt rất là mạnh. Kết hợp với 9 Assassin thì thực sự nó rất khỏe. Bây giờ không khác gì đứng trong lòng ấy, nó không khác gì là đánh cái bộ 6 Glacier cả anh em ạ. Đánh nhanh mà lại còn crit dam đến từ bộ 9 Assassin nữa. Quá mạnh luôn. Rất là mong chờ cái meta mới nha anh em nhé. Và sang meta mới tôi cũng sẽ test luôn, xem là cái bộ Grater hay là bộ Assassin nó sẽ là bá chủ của meta sau. Chắc chắn nó sẽ có những cái video test. Ok, ui trận này có chơi Goblin không? Không không không, Goblin bây giờ yếu ở xử. Goblin trận này không có bom, không có máy bay. Không, khi mà không có bom, không có máy bay, không bao giờ tôi chơi Goblin. Nói cho nhanh, phải có cả hai con tôi mới chơi. Một con tôi không chơi. Mà nhất là một con nhưng mà lại không có bom thì chắc chắn không chơi. Trận này thì tôi đang hướng đến là tôi chơi gót đỏ anh em ạ. Trong bộ truyền thuyết tôi đang có con Storm Shaman. Từ khi mà update cái con Storm Shaman lên 5 tiền ấy là tôi cũng chưa chơi gót đỏ. Chưa chơi gót đỏ, chưa biết sức mạnh của Storm Shaman 5 tiền 2 sao nó như nào. Chưa biết luôn. Trận này thử xem. Chắc chắn là cái con Storm mà lên 5 tiền thì nó phải khỏe hơn cả con 4 tiền rồi. 5 tiền mà còn 2 sao mà lại còn cầm gậy xanh nữa thì không biết à, nó sẽ khủng đến cái cỡ như nào anh em nhỉ. Mấy hôm nay là có thay đổi thời tiết nên giọng tôi là hơi khàn khàn anh em nhé, anh em thông cảm. Dạo này Hà Nội lúc nắng lúc lạnh anh em ạ. Lúc thì trời rất là lạnh gió, lúc thì lại rất là nắng, rất là nóng luôn. Điển hình là ngày hôm nay vừa nóng vừa lạnh, rất dễ là cảm cúm. Mà tôi thì lại làm mấy cái công việc kiểu phải nói nhiều á. Nói nhiều thì cũng dễ đau họng, rất là dễ viêm họng. Đấy. Mai chắc là phải uống thuốc. Mai sáng sớm tôi sẽ dậy tôi đi mua thuốc thôi.
để tình trạng này có khi lại phải nghỉ mấy ngày ở trên kênh ấy. Đôi Militer bây giờ nó có thể là nó kết hợp với những cái bộ mà có những con đánh gần ấy. Những cái con đánh gần nó sẽ đứng ở trong lồng và nó sẽ được tăng tốc. Còn cái bộ gì thì cũng chưa rõ lắm. Có thể kết hợp với cả 9 Feather. Anh em ạ, tôi nghĩ là 9 Feather nó là một cái sự lựa chọn rất hay đấy. Kết hợp Đôi Militer với 9 Feather. 9 Feather thì có con Tabu Witcher ở trong cái đội hình đấy, nó sẽ vừa đánh nhanh luôn, đơn mana nhanh. Có vẻ như là một cái sự kết hợp hay. Đấy, và ngoài ra thì cái update mới nó cũng bắp thêm cho cái bộ Warrior. Chưa rồi, nào này thua rồi. Khỏe quá. Mất chuỗi rồi. Nào này khỏe quá rồi, không ăn được. Bây giờ mới lên 2 sao ạ, lên round trước có khi ăn rồi đấy. Vừa update là có thay đổi là có cái chén thánh anh em ạ. Cái chén thánh nó quay trở lại, cái món này đầu game nếu mà có anh em lên lấy anh em nhá. Nếu mà anh em chơi những cái đội hình mà nó cục mịch như là cái đội hình này thì lên lấy cái chén thánh. Chén thánh là một cái món rất ngon đấy. Nó hồi tới 15 máu cho tất cả những con xung quanh trong vòng 3 ô. Thực sự là rất ngon luôn. 15 máu nó bằng bắp của cái bộ Goblin ở đây anh em ạ. Với khoảng cách 3 ô rất rộng, khả năng hồi máu cho đồng đội. Anh em có thể thấy là nó hồi máu liên tục luôn. Cái món thứ hai chúng ta có thể lấy là cái bố set. Bố set rất ngon. Round này có lên 7 không nhỉ? Như này thôi. Mất chuỗi chả cần lên 7. Tôi có khi tôi đánh ở 6 đến khi làm mà đủ 50 tiền luôn ý. Thôi lấy cái búa xét thôi. Kể cả là không chơi Hunter lấy búa xét vẫn ngon. Đa phần là người ta sẽ lấy cái chén thánh. Anh em có thể thấy chén thánh này bây giờ kết hợp với Feather cho con cây cầm rất trâu luôn ấy. Khỏe phết anh em ạ. Chắc là tôi giữ level 6 đó. Tầm này khỏe thì khỏe nhưng mà cũng chả biết là có ăn được thằng kia không. Thằng kia có Squidman 2 sao to lắm rồi. Đây cho búa set cho con Berserker này. Quá tiện. Ra đúng con Berserker sử dụng cái búa set này ngon, hợp lý. Tôi nghĩ là cái tầm này thôi, cứ giữ level 6, giữ tiền thôi anh em ạ. Ăn hay không mà kệ đi. Chưa chắc là ăn được. Ui, gặp lại luôn này. Thằng này chưa qua đi ơ sao. Nhìn trông khá trâu. Ăn được không? Trông kìa. Nó Lava Shaman nó cầm cái chén thánh uy tín thật sự luôn á. Trâu thật. Ok đó. Hồi máu kinh khủng thật đấy. Cắt chuỗi luôn. Nhưng mà thôi tôi cũng không up cấp đâu. Đôi ngày up cấp nó cũng chả để làm gì. Từ từ đã. Đánh đỏ thì cũng chả cần phải giữ quá nhiều máu anh em ạ. Tí nữa cứ giảm xuống khoảng 20 máu, 30 máu là được rồi. Không cần vội. Đánh cũng không có chuỗi, không có gì cả. Cắt được quả chuỗi là thơm rồi anh em ạ. Bây giờ mà chắc chắn đánh chuỗi thắng thì mới up cấp thôi. Tức là mình sẽ phải có là thêm khoảng 2 con 2 sao nữa. Cho con gấu lên 2 sao và một con 2 sao nữa thì up cấp, còn không thì thôi. Gặp thằng này thua này. Chả ăn được đâu. Nhìn tưởng là khỏe nhưng mà thực ra là không khỏe đâu anh em ạ. Bài này đang chắp vá mà. Nhìn cái con sâu có đẻ kìa.
Ui, chết sớm đi, chết sớm đi bạn ơi. Lọt dã man thật. 8 máu luôn. Sao đi vô à? Mua con này sớm mới kích hoạt gót. Bây giờ mà có gót là có thể dồn đồ cho Lava Shaman được rồi anh em ạ. Nên là bây giờ nếu mà có 4 gót kết hợp với cả 4 đỏ thì cũng chơi được. Blink nghe. Trận này có Exorcist à? Căng phết nhỉ. Trận này sẽ có 9 Exorcist. Bộ Exorcist ở trong meta này nó vẫn khá là bá. Chưa có giảm nhiều sức mạnh lắm. Chỉ giảm cái cooldown ở cái con tướng con Bueta thôi. Nhưng mà không ảnh hưởng nhiều đâu anh em ạ. Nó vẫn mạnh. Ok. Power set lên được 2 sao này. Trời luôn. Có khi là form 6 đỏ chậm một tí anh em ạ. Con này lên 2 sao chơi luôn. Mấy cái con mà Drui nó lên được 2 sao nó rẻ tiền tận dụng được. Bây giờ chủ yếu là tiết kiệm thôi anh em ạ. Tiết kiệm tiền. Con cây này nó có cái chén thánh nó khá là phù hợp. Anh em thấy là từ nãy giờ tôi vẫn lang thang ở level 6 ấy chứ. Tôi đã áp cấp gì đâu. Đánh ở round 15 vẫn level 6. Bình thường sang là round 16 ấy là thường là tôi áp lên level 8 rồi. Nhưng bây giờ tôi chơi đỏ nên tôi xác định là không có chuỗi thì thôi. Đánh kiểu tí nữa máu thấp thấp tí cũng được. Không sợ. Cái quan trọng là lên được level 10 hay không thôi. Chơi bộ này cứ phải lên level 10. Thực ra nếu mà giữ tiền kém mà không lên được 10 thì đánh ở level 9 cũng được. Nhưng mà mục tiêu nó là cái con sử dụng Saman ấy. Nên là cứ phải lên level 10 mới chơi. Đấy. Lên level 10 roll ra con Storm Shaman nó mới dễ. Chứ còn roll ở 9 tôi sợ là còn không roll ra nổi con đấy. Còn bây giờ thì tôi cứ up dần lên thôi. Bốn đỏ này. Hơi tiếc khi mà phải để hai con 2 sao ở ngoài. Nhưng mà tôi nghĩ là như này mạnh hơn đấy. Bốn đỏ tầm này khá trâu. Cái con cây bây giờ nó có cái lượng đồ nó cực kỳ trâu luôn. Nhưng mà vẫn thua này nhá hả? Thật đấy hả? Ăn được không? Được. Hay quá. Thế là chắc chắn ăn được rồi. Ơ kìa. Tôi vẫn hòa ấy. Chưa chắc đã ăn được. Đối thủ con phu nó gọi đệ cơ. Hỏng rồi. 21 giây nữa. Kết liễu không nhỉ? Nó gọi lên phát nữa kìa. Ui rồi ôi. Thế thì thế này hòa rồi. Mấy cái con của tôi mà dù nó trâu ấy. Nhưng mà nó lại không có đam. Đam đến từ con Berserker. Con này gọi đệ liên tục ạ. Không biết là con Whisper nó có được giảm cooldown không nhỉ? Mà sao nó tung trưởng nhanh thế nhỉ? Hay quá. Rồi. Quá tuyệt vời. Unicorn 3 sao chắc chắn là Unicorn cầm đồ rồi. Thôi up dần lên thôi anh em ạ. Kệ. Trận thắng trận thua cũng được. Trận vừa rồi hòa rồi. Chả có chuỗi gì đâu. Đánh cứ tiết kiệm tiền thôi. Không mất máu thì chúng ta hòa kèo mà. Tiền thì không mất, giữ được tiền lại không mất máu. Máu vẫn nguyên. Quá ok. Tiết kiệm tiền lên 10 đâu. Chơi như này rất là tiết kiệm luôn đấy. Mà có tướng 3 sao sớm.
Đấy, thắng rồi. Có tướng 3 sao khỏe luôn. Có khả năng hồi máu cực kỳ trâu luôn. Úi dồi, gấu lên được 2 sao hả? Thế thì lại phải lên 8 thôi. Bây giờ gấu 2 sao bỏ ngoài thì nó hơi phí. Rồi không sao. Con này mà lên 8 có khi vớ vẩn đánh chuỗi thắng ấy. Bốn đỏ kết hợp với cả hai bit à. Sức mạnh nó ở cái chỗ là cái khả năng hồi máu ấy. Khả năng hồi máu rất là kinh. Hai con đều có khả năng hồi máu. Và đội hình nó cũng trâu ấy chứ. Bốn đỏ là cộng thêm 450 máu, rất trâu. Ui 6 Glacier này, ăn nổi không? 6 Glacier kẹp với cả sâu à. Vô tư. Anh em thấy không? Cái độ trâu chó của nó cực kỳ trâu. Trận này ra Velomancer 2 sao rồi nhỉ. Không chơi. Lẽ ra tôi mới là cái thằng phải đánh 6 Glacier mới đúng. 6 Glacier kẹp Velom. Thằng kia chơi về, chơi 6 Glacier nhưng mà nó chưa ra Velom. Không biết là nó chơi cái con gì. Bây giờ có cái bộ 6 Glacier kẹp với cả Ngộ Không, kẹp với Metalist khỏe lắm. Anh em cũng đã biết ở mấy cái video trước ấy. Cực kỳ kinh luôn. Con Ngộ Không nó tích stack nhanh nhưng nó vụt nhanh. Cái quả tung skill của nó đầu tiên nên nó sẽ rất là nhanh. Mà cái con Ngộ Không nó chỉ cần tung skill một phát đầu tiên thôi là những cái phát tiếp theo nó sẽ tung liên tục. Đấy, quan trọng là cái phát đầu tiên ấy, thì nó cần phải đánh 4 phát. Thì bình thường mà không có 6 Glacier thì nó đánh nó rất chậm. Mãi mới tích được lên 4 phát. Nhưng mà có 6 Glacier thì tích nhanh hơn. Với cái quan trọng là nó có kết hợp với Metalist ấy. Nên là càng đánh nhanh thì cái khả năng mà gây ra cái phản ứng Metalist nó càng nhiều. Cái tỷ lệ mà xuất hiện Metalist nó càng nhiều anh em ạ. Chính vì thế là kết hợp bây giờ khá là hay. Ngộ Không 2 sao bây giờ dễ hơn rất là nhiều rồi. So với ngày trước. Ngày trước là Ngộ Không mà ra nó đã khó rồi. Bởi vì là nó là 5 đô. Bây giờ ra là dễ thôi. Đấy, kết hợp Ngộ Không và dồn đồ thì thực sự là một cái con Ngộ Không, kể cả nó 1 sao nhưng mà nó ở trong cái bộ của nó ấy. Ở trong cái bộ đấy ấy. Nếu mà anh em dồn đủ đồ thì nó vẫn mạnh. Chỉ cần có đủ đồ thôi. Ơ thằng nào vừa sang soi nhỉ? Không để ý luôn. Đấy bây giờ tôi lên level 8 và 50 tiền rồi này. Nhưng mà tôi sẽ không giữ 50 tiền này đâu. Ra sau tôi sẽ up 9 luôn. Đang có chuôi anh em ạ. Đang có chuôi tranh thủ tí. Giữ máu tí. Cái quan trọng là mình up 9. Mình giữ được cái chuôi này là mình sẽ có tiền. Máu không quan trọng lắm. Tiền là chủ yếu đó. Lấy cái dấu ấn thần thánh không? Lấy cái dấu ấn thần thánh cái tí nữa chơi God mà. Tiết kiệm được một slot cho con Light Spirit. Thế là chúng ta vừa có 6 đỏ rồi, chúng ta vừa có trộm chó luôn. Hợp lý. Mình hình như mình tính hơi xa thì phải. Vớ vẩn lấy cái đồ như này xong cuối game nó lại không cho Light Spirit. Nó lại không cho Storm Shaman thì bỏ mẹ. Mà lấy cái hệ thống đồ cho tương lai cái kiểu như thế này ấy, là chuỗi này chắc là cũng sẽ mất rồi. Anh em ạ, sớm muộn thì cũng mất chuỗi rồi. Bởi vì mình chưa không lấy đồ cho hiện tại mà mình lấy đồ cho tương lai anh em ạ. Cũng khá là căng ấy. Để mà giữ được cái chuỗi này hơi khó. Trận này có cái bọn chơi Glacier nên là chúng ta đã chuẩn bị đá luôn anh em nhé. Có thể là God 6 đá. God 6 đá cũng chơi được. Ra Light Speed là chơi được. Rồi gặp Exit. Khả năng mất chuỗi là cao. À, nhưng mà con này mới 6, 6 Exit thôi. Thằng này chắc vẫn ăn được đói. 6 Exit cái tầm này yếu rồi. Chưa lên được level 9. Ok. I'll be back for more.
Ơ, kiếm hồn à? Vớ vẩn này, những cái gì mà mình tính lại không bằng là trời tính đâu. Kiếm hồn đi. Kiếm hồn trận này có ấy nhá. Trận này là trong truyền thuyết là có chúa quỷ ấy. Trận này vớ vẩn lết game lại chuyển sang Witcher ấy, anh em ạ. Thực ra cái đội hình này của tôi là vẫn đang chưa có phải là chốt cái bộ gì cả. Bây giờ chuyển sang đồ cam lấy cái gì cũng được mà. Cái đống đồ vừa lấy tôi lấy tôi có thể vứt hết đi, xong rồi chuyển coi như là 100% luôn sang Witcher, không chơi gót đỏ nữa. Được mà. Witcher bây giờ nói chung là cũng không cần kết hợp với cả rồng đâu, không cần kết hợp với rồng. Chúng ta kết hợp luôn với đỏ này cũng được. Thua à? Ui, trâu nhỉ? Cũng là 6 exit ấy. Nhưng mà nó có cái con cây ở phía trước, có trâu thế. Mới mất chuối rồi. Có vương miệng rực rỡ này thì chịu à? Con cây ở trong cái bộ exit mà 2k màu á. Thế thì chịu rồi. 2k4 máu luôn ạ. Phantom Queen. Phantom Queen này cũng có thể kết hợp được với cái bộ Witcher. Chơi Witcher bây giờ là nó sẽ không có được biến tất cả cái con ở trên bàn cờ thành Demon anh em nhé. Những cái con mà không phải tộc Demon nó sẽ không là Demon đâu. Trừ khi anh em có cái áo long bào anh em mặc vào thôi. Thế nên là bây giờ ấy, nếu mà muốn chơi khỏe nhất của cái bộ Demon thì tất cả những con tướng cho vào nó phải là Demon. Bắt buộc ấy. Thì nó mới bắp mạnh được. Ngày trước thì không cần nhưng mà bây giờ thì nó lại đánh cái kiểu thế. Việt Nam thắng là được à? Ok bạn. Chắc là Việt Nam thắng rồi. Ok. Việt Nam anh em không biết là Việt Nam là một trong những quốc gia chơi hay nhất trò này đấy. Có thể là sánh ngang với mấy thằng Trung Quốc. Bây giờ mấy cái thằng Nhật với mấy thằng Hàn Quốc làm gì có tuổi chơi với cả Việt Nam đâu. Trò này bây giờ Việt Nam nó gần như là vô địch rồi. Chỉ coi như là xếp sau Trung Quốc thôi. Trung Quốc thì nói chung là cái bọn đấy nó Pháp sư Trung Hoa anh em ạ. Đất nước tỷ dân, một cái đất nước tỷ dân thì thế nào có những cá nhân xuất sắc. Kiểu gì có thần đồng thôi. Ví dụ là trong một tỷ dân đấy thì có khoảng 1 triệu dân. 1 triệu dân là chơi cái trò này đi. Thì cứ cho là ở trong 1 triệu dân đấy thì có 1% thôi là coi như thần đồng của AutoChat. Thì nó cũng là 10.000 người rồi. Quá dã man. Vẫn tính cái tỷ lệ đấy nhưng mà quay về Việt Nam mình thì là 100 triệu dân thì là có 100.000 người chơi trò này. Đấy mà tính tỷ lệ 1%, 1% của 100.000 thì là có 1.000 người thôi, 1.000 thần đồng thôi. 1.000 thần đồng so với cả 10.000. Trung Quốc gấp 10 lần Việt Nam. Đấy mà anh em chơi ghép trận thì anh em cũng biết rồi đấy. Nếu mà 10 trận mà anh em gặp một thần đồng Việt Nam, anh em gặp ghép trận đúng là gặp với anh em, thì anh em trận nào anh em cũng gặp một cái thằng Trung Quốc, thần đồng Trung Quốc. Tất nhiên là phải ở cái mức rank cao nhá thì anh em mới gặp được. Chứ còn anh em cứ gác cổng rúc 9 hay là gác cổng kinh 3 thì anh em chắc là cũng ít khi gặp thần đồng. Tất nhiên là vẫn có thần đồng nha anh em nhé. Anh em kể cả anh em rúc 9 anh em vẫn sẽ gặp thần đồng. Có đôi khi là các thần đồng ẩn danh giữa những cái rank rất là thấp. Bishop cũng có mà Clyde cũng có. Họ là họ không chơi rank đâu anh em ạ. Tôi thấy là mấy cái thằng mà nó đánh hay ấy, toàn là chơi cốt tầm thôi, rank không chơi. Mấy cái thằng này nó không chơi rank luôn, nó không đeo rank luôn mà. Nên là anh em thấy là top server bây giờ kể cả là Trung Quốc các thứ không phải là những cái thằng đánh hay nhất của Trung Quốc đâu. Những cái thằng Trung Quốc đánh hay nhất bây giờ toàn Bishop, giáo chủ hay ngựa các kiểu. Rồi, đủ tiền lên 10 rồi này. Bây giờ cho kẹp gót vào là sao? Kẹp gót dồn đồ cho Phantom Queen.
Tầm này đổi đồ cam luôn cũng được rồi đấy. Giữ lại một hai mò nó. Giữ lại chắc giữ lại cái bờ linh với cả cái ánh mắt AZ là được. Đủ luôn này. Đủ luôn nhá. Ok, quá ổn luôn. Chúng ta có cái trượng xanh. Giờ chỉ đợi con sử tôm Saman là rồi đấy. Đó. Nhưng mà cái gặp cái thằng Beat này vẫn thua không? Ủa gõ đau thế. Sáu bit. Sáu bit kẹp Ngộ Không. Sorry anh em, 6 bit kẹp với cả Glacier. 6 bit kẹp Glacier luôn. Rồi chuyển sang God đây. Này mà đổi thì nó lại bị lẻ à? Blink thì không vứt được. Blink thì chắc chắn nó không vứt được rồi. Thôi từ từ đã. Đợi thằng khác. Đợi một thằng ra đi nữa thì chúng ta đổi tiếp anh em nhé. Một thằng nữa ra đi thì chúng ta sẽ đổi. Bây giờ quan trọng là chơi cái gì thế này. Chưa chốt được luôn. Tạm thời nó là gót đỏ nhưng mà cũng chưa chắc là gót đỏ đâu. Lấy đồ vớ vẩn lại không được chơi. Cần con Storm Shaman với cả con Light Spirit chơi nó mới mạnh được. Không ra thì có khi lại quay xe ấy. Bây giờ hai con Phantom Queen. Hai con à chưa. Mới là hai con Phantom Queen thôi. Heo này. Hết slot à? Bán nó gì đi nhỉ? Bán nó Grim à? Tí nữa kiếm lại sau vậy. Tôi vẫn ưu tiên cho con heo hơn. Con Grim tí kiếm lại sau anh em ạ. Chúng ta mà chơi Witcher ấy là sẽ chuyển dần về cái bộ mà nó có nhiều những cái con Demon thì nó mới mạnh được. Gần như là phải thay hết các con Demon vào thì nó mới mạnh. Rồi. Vẫn là 6 Exit thôi. Nhưng mà con cây này nó trâu thực sự luôn đấy. Khỏe thật. Ơ cái con cây này sao nó khỏe nhở. Trâu đấy. Rõ ràng ở trong bộ 9 Exit. Bộ 6 Exit là rất trâu. Không bị chia máu à? Có bị chia mà vẫn trâu ấy nhở. Ây da. Đây rồi rớt này. Thunder à? Luôn hết tiền không ra gì. Rao này tạm thời cho mết vào đã. Ok. Rồi, lóc lại. Rao này có cả tabu nữa cơ. Bán nó gì đi đây. Bán luôn con này đi. Ui 6 Glacier mạnh thế. Thằng này chơi 6 Glacier của không thật đấy anh em ạ. Tạm thời tôi chơi mết. Tí nữa rồi chúng ta chuyển dần. Biết đâu đấy con rớt lại lên 2 sao thì tôi chơi luôn.
rớt 2 sao chơi mết, gót mết đủ bộ à? Cái này nó là phụ thuộc vào xem là chúng ta được cho cái gì thôi anh em ạ. Thực sự là đánh late game này chả biết chơi gì đâu. Cho cái gì chơi cái đấy thôi. Bây giờ mà ra một con Phantom Queen 2 sao này và ra một cái con kiếm hồn 2 sao thì thôi quay xe sang Witcher luôn. Thế cho nhanh. Cũng chả cần phải là đợi nó rớt lên 2 làm gì nữa. Chuyển sang cái bộ nó mạnh là được mà. Vấn đề là ra con co chính nó lên được 2 sao thôi. 5 đô 2 sao thì quá tuyệt vời rồi. Bây giờ mà chơi Witcher chỉ cần ra được cái con chúa quỷ là xong. Không nói nhiều. Chắc chắn là chuyển sang Witcher. Ok. Vẫn chưa thấy ra Storm Shaman đâu nhá. Lấy cái gì đấy? Cái món đồ này không ngon lắm. Tôi không cần cái này. Mà bây giờ đổi đồ cam à? Nếu mà đổi đồ cam thì chắc tôi vứt mấy cái đồ xanh dương thôi chứ cũng chưa vứt cái nhẫn được. Ok. Gậy hack. Cho con này cầm hết đồ đi. Con Thunder này tung trưởng chậm quá. Vẫn ăn được này. Ok. Ui đừng bảo rớt lên được 2 sao nhá. Rớt được lên được 2 sao thôi chơi God Mate luôn anh em ạ. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Ok. Vừa đánh vừa mon men luôn. Mon men chả biết chơi gì. Cứ lựa theo từng round một thế này thôi. Round nào mà ra được cái thằng đi chơi cái con đấy chứ chả biết chơi gì luôn. Thế. Nhìn đồ này thôi nhưng mà chuyển sang Wither vẫn. Này 6 Glacier này. Khỏe quá nhờ. Nhìn con ngộ không rồi nó vả kìa. Ủa nó khỏe thật sự đấy anh em ạ. Dã man 19 máu luôn. Kiếm hồn 2. Kiếm hồn 2 à? Kiếm hồn 2 sao à? Với đái thật. Kiếm hồn 2 sao nhưng mà chưa ra đủ Witcher. Chưa có chú quỷ. Chưa có áo long bào. Thôi thì cứ cầm tạm vậy. Chơi được. Cái con này nó cũng đánh được anh em ạ. Chơi gót. Kiếm hồn để kết hợp với gót. Gánh tí anh em ơi. Giúp tôi thoát được mấy cái round gặp Exit. Đấy, round này gặp Exit là chơi kiếm hồn là ngon rồi. Con kiếm hồn này là nó sẽ gọi đệ liên tục luôn. Tương đương mua kiếm hồn 3 sao. Ok luôn. Đi chưa? Chắc là đi. Thiếu một con Witcher. Witcher nếu mà chơi thì chắc là chơi 4 đỏ thôi.
Bây giờ chắc là cái con rớt tôi vẫn sẽ giữ lại, đợi một chút. Chỉ khi nào mà ra chúa quỷ thì mới chắc chắn là chơi cái bộ Witcher được anh em ạ. Chưa ra chúa quỷ thì cũng chưa biết ở đâu. Cái con kiếm hồn này này, nó cầm cái gậy xanh ấy là nó hóa bóng liên tục. Chỉ cần là đối thủ đứng một mình trong phạm vi ở xung quanh, không có cái con đồng đội nào ấy, là con bóng ấy nó sẽ gây đam gấp đôi, chém vào đối thủ cực kỳ mạnh. Hai mươi chín máu, chơi sáu đỏ thì càng thấp máu thì càng khỏe thôi. Một round nữa bị đẩy chắc là cũng không chết rồi đâu. Ui lại gặp lại thằng này. Ơ à, anh em có vừa nhìn thấy gì không? Ơ à, anh em ơi, sao cái bóng của cái con kiếm hồn nó bay vào vị trí con Grand Herald nó lại biến mất nhỉ? Hay là tôi nhìn nhầm? Ấy quả đẩy 24 máu này, khỏe phết anh em ạ. Ô cái quả vừa rồi chắc là hết game rồi, tôi phải xem lại được. Hay là mình nhìn nhầm nhỉ? Tôi thấy lúc mà nó biến cái bóng ra ấy, sau cái bóng nó biến mất luôn nhá. Điêu thật. Mà rõ ràng cái con Grand Herald của đối thủ đứng một mình một chỗ luôn. À, cái quả vừa rồi là cái con kiếm hồn của tôi đấm chết được cái con ngộ không ở trong bộ 6 Glacier luôn á. Ôi được chết rồi, quên. Ôi dồi ôi, ông chưa pick cái con này vào. Buồn cười, thảo nào đợi mãi chưa thấy cái con Witcher thứ 3. Hóa ra là chưa pick vào trong cửa hàng anh em ạ. Điên mất. Hy vọng là sẽ là một cái món đồ đánh tay. Ừ, cái tầm này cho đổi đồ đánh tay. Cái nhẫn ý cho là giữ lại anh em ạ. Bây giờ đổi rồi, không chơi gót nữa. Ra con kiếm hồn 2 sao chuyển sang Witcher chơi đâu. Tí nữa thay dần cái bọn đỏ này ra, xong rồi kẹp Doom, kẹp Điếc vào, kẹp mấy cái con Demon vào. Round này thì chắc là xin cái áo long bào anh em ạ, để kích hoạt được cái bộ Demon. Chỉ khi có áo long bào thì cái con kiếm hồn nó mới được hưởng Demon thôi. Nó mới có hiệu ứng của cái con Demon thôi. Ui không có. Ảnh phẫn lộ đây rồi. Thôi chắc là tôi nghĩ là giải tán đó. Ui chú quỷ này. Đây đúng chính xác là giải tán rồi. Thôi giải tán anh em ơi. Ra chú quỷ ra đủ bộ. Witcher nó hợp lý luôn. Một món đồ cam nữa. Búa sét. Ok. Rồi. Đấy. Thay dần vào thôi. 9 Guardian thì vô tư rồi. Chúng ta chơi Witcher sao? Bây giờ gặp cái thằng Glacier này. Kiếm cái con chú quỷ 2 sao anh em nhé. Chú quỷ 2 sao thì dồn đồ cho chú quỷ. Bó này đi đã.
I've heard that there's a place where witchers are blind. Này cái giáp xương luôn. Bốn đồ cam rồi đấy. Mạnh lắm rồi. Ăn được không? Ơ kìa, bị cầm đánh à? Ui vai đái ạ. Kiếm hồn của tôi bị cầm đánh. Ui ơi, con không là vụt hết kìa. Đứng đấy thì chết rồi. Đứng để cho con không nó đánh. Chán đời thật. Nát người. Mẹ một máu lượt kèo à? Ôi mẹ ơi, nó để nó một máu lượt kèo ạ. Thật không? Nó ra là cái con chúa quỷ 2 sao á. Nhưng mà tôi cầm sẵn có cái orchid ở đây rồi. Orchid nó sẽ silent mà cái con chúa quỷ đó. Bắt con Ngũ Không sang, hay quá. Đấm chết Ngũ Không đi. Ây da, đi cấm đánh vậy. Thề. Ơ không, nó dùng đồ chú quỷ rồi. Ơi, còn chú quỷ có BKB anh em ạ. Thế hỏng rồi. Thôi chết tôi rồi, thua mất. Chú quỷ có BKB là nó sẽ không bị cái orchid nó sai lần. Phế rồi, món đồ phế rồi. Vứt đi à? Ác thật. Con chú quỷ này bây giờ nó mạnh quá. Đồ thế giới chứ. Bây giờ lại không bắt được con chú quỷ. Vấn đề là thế. Không bắt được. Nó có cái BKB nó chống luôn cái bắt đấy luôn. Ui nhìn cái nó vả kìa. Dã man. Hỏng rồi. Ây da. Đúng 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 đúng. Ok bạn ơi, hết hồn. Sợ phết. Thành bại là tại Phantom Queen anh em ạ. Thật sự là như thế luôn. Cái quả hú chính xác thế lại. Hú xong một cái là hack luôn. Thế là không tỉnh lại được. Để mà đấm để hồi máu. Trời ơi, tôi không biết là nếu mà không có cái pha như thế thì khả năng là top 2 rồi ấy. Chưa có cái gì cản với con chúa quỷ đấy cả. Chúa quỷ ở BKB. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Meta này anh em có ghét cái bộ creator không? Nếu mà anh em ghét mà anh em chưa có cái chìa khóa giải ra vấn đề thì anh em hãy chọn clip bên trái. Creator mà gặp cái bộ này thì xác định luôn nằm xuống anh em nhá. Yên tâm, uy tín luôn. Con AM vào phát là bay màu anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một trận đấu vô cùng kịch tính khi mà tôi lật kèo với số máu là một máu. Sơ hở một cái là bay màu luôn. Vô cùng kịch tính anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.